Hello, hello, hello. Xin được uh, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Chí TV nha. Thì uh, là đầu tiên thì uh, xin được uh, gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video. Thì uh, chúng ta coi như là đến nay chúng ta vẫn còn coi như là ngóng trông nhớ mong uh, chị đẹp, chị hai Thì một trong những cái nguyên nhân uh, đố cả nhà, với một trong những cái nguyên nhân mà làm cho mọi người nhớ và người ta thương, hay có chị thường, thường thì một cái hiện tượng mạng nào đó, mà người ta coi như là chỉ nói một thời thôi, sau đó coi như là qua rồi, qua thời, qua giai đoạn rồi thì ít, ít có ai coi như là trụ được như chị hai đúng cả nhà? Thì theo quan điểm của em thì một trong những cái chuyện mà coi như là mọi người, người ta còn nhớ và còn thương chị ấy đó là chị ấy là một trong những người chắc như là đói đó giờ luôn á chắc không có một có một không hai luôn á à, là người dám đụng cái chỗ cần đụng à, dám khui cái chỗ cần khui à, dám gãi cái chỗ cần ngứa <laughs> thật là cô chính chị cả nhà cô chính chị từng nghe cái, cái này công nhận luôn nha à, từng nghe cái bà hàng, hàng do đá bà từng nói đó ha à, nhiều cái chuyện mà chị hai nói đó, là nhiều người cũng biết nhưng người ta không dám nói à, người ta nói người ta sợ ủ tờ nhưng mà bà hai này cái, <laughs> à, bà lại nói bà nói là gì cái gì à, có lợi ích gì cho bà hay không có cho chị nghĩ coi ha có lợi ích bổ béo gì cho bà hay không à, chỉ coi như bên kia xuyên tạc nói uh, tại bà làm từ thiện là bánh muốt là cái à, đánh từ thiện để sau này có làm trời đất rồi quỷ thần người ta làm từ thiện chín mươi năm nay rồi nha đó à, bà mới đây có một cái nhân vật coi như là bà nam em nam em biết năm gì đó người trong cuộc kể người trong kẹt đó nói người trong kẹt đó à, cũng là một nghệ sĩ nha nha người ta cũng nói lên tiếng nữa người ta làm từ thiện nói là bà hằng đã làm từ thiện chín năm nay rồi nha tới khi coi như vào cái đời drama này có những cái thành phần lương lẹo nói là mà bà làm được gì thì bà mới nói phải lên tiếng thôi người ta có đánh bóng bia gì đâu mà đẳng cấp là người ta không có kêu gọi nghe người ta làm từ tiền công ty của người ta nghe người ta làm những việc lớn nữa chứ không phải là cái như là mượn qua cúng phật à, muốn mà muốn làm ông nội nha mà đâu có ai cấm làm từ thiện đâu à, nghị định chính ba đã đòi là để coi như là mọi người làm từ thiện và cung khổ à, không còn gia nhăn díu díu mập mờ được nữa phải công khai minh bạch à, thì một trong những cái vấn đề à, à, chị gì à, chị nắm em chị cũng nói đó mặt trái ha mặt trái của hà quang rực gỡ ghê lắm ha à, chỉ có những người <laughs> bất cần đời như chị chỉ mới mới lên tiếng là dám nói là lên tiếng phản biện là thôi ha. và chúng ta nhớ là chị đẹp à, chị đẹp cũng đã từng nói ha mặt trái là cũng uh, ghê gớm lắm ha À, có những cái coi như là bữa lắm nghe à, nhưng mà coi như là không ai nhiều người tôi biết là không dám nói à, thì hôm nay thì tiếp tục thì cháy nhà là mặt chuột rồi à, tới công chuyện rồi rồi thì cũng xin cập nhật một số tin tức để mấy em lương nói là à, hào quang gực gỡ ông hoàng bà chúa coi như là của lương là hào quang gật gỡ lắm bạn hàng cuồn cuộn thế này kia mà tôi đã từng nói rồi nghe trong độ tuổi cuồn cuộn mà còn cuồn cuộn được là ok nha không còn cuồn cuộn được làm coi như là mới là khổ đó mà có cuồn cuộn mới có mình rồi cụ thể là thông tin mới đây cực nóng ha cực sốt đẹp mặt nở mài cháy nhà là mặt chuột trên báo công an nhân dân có một cái bài viết với thông tin tựa đề như sau đánh sập đường dây môi giới mại dâm có người mẫu diễn viên ca sĩ tham gia thu lợi 15 tỷ đồng hàng chi hào quang gực gỡ quá trên các nhóm kiếm này tú ông nguyễn hữu thái đăng chiều cao cân nặng số đo ba dòng và giá tiền của gái bán dâm để môi giới bán dâm theo tài liệu thu thập được số lượng gái bán dâm được thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt thành phần gái bán dâm rất đa dạng gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, con, con là người nổi tiếng. Thực hiện cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tới nguyên đáng chấp tình 2024. Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thái sinh năm 1998, trú tại chung cư Emera, đường N4, khu Caladon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng thông qua các nhóm kính với quy mô rất lớn, thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau đó, cục cảnh sát hình sự đã chỉ đạo phòng phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị tiến hành xác minh thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá. Quá trình đấu tranh chuyên án này, ngày 17 tháng 11 sorry cả nhà ngày 17 tháng 1 cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận nhất thành phố hồ chí minh phát hiện hai cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hữu thái thu giữ đồ vật tài liệu có liên quan như tiền mặt sổ tiết kiệm và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng Wow Qua ba điện thoại di động iPhone Đồng thời Thái cũng thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho hai, hai cặp nam nữ trên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ Thái đã có một tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy án 2 năm tù ra trại ngày 2 tháng 6 2022 Dựa trên các mối quan hệ xã hội phức tạp Sau khi ra tù từ tháng 8 2022 Thái sử dụng các nít ảo hình đại diện là nữ giới để tham gia vào các hội nhóm kín có liên quan đến các hoạt động mại dâm trên mạng xã hội Zalo ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước mỗi mỗi nhóm có số lượng hàng nghìn thành viên trong đó rất nhiều người là gái bán dâm tổng cộng 169 nhóm với hơn 6.300 thành viên mục đích của Thái tham gia các nhóm Zalo này để tìm gái có nhu cầu bán dâm nhằm thu nhập thông tin thu thập thông tin tuyển chọn lôi kéo những người này về hoạt động cho đường dây mại dâm do thái điều hành cùng với đó thái đã tạo lập mua lại các nhóm kính telegram và thái giữ quyền quản trị điều hành với các nít ảo để hoạt động với mục đích tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm nhằm thu lợi bất chính thành viên muốn tham gia tham gia nhóm telegram do thái lập ra phải trả tiền phí thì mới được Thái duyệt cho vào nhóm. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì xem thông tin gái bán dâm trên nhóm và thực, trực tiếp liên hệ với Thái để gửi hình ảnh. Thông tin cá nhân cho lựa chọn. Nếu thành viên nào được chọn được gái bán dâm ưng ý để mua dâm thì liên hệ với Thái để thỏa thuận về số tiền bán dâm. Thái thỏa thuận giá bán dâm từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng của gái bán dâm. Tú ông này đã triệt để sử dụng thông tin đa phương tiện để quảng cáo các nhóm kính của mình đến với nhiều người qua các mạng xã hội và công các mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok, YouTube sử dụng và công khai cùng lúc nhiều tài khoản quản trị thực chất chỉ có thái quản lý để tăng mật độ tương tác tạo hiệu ứng về tâm lý về quy mô hình ảnh của các nhóm trên nên chỉ trong thời gian ngắn số lượng các nhóm kính và số lượng các thành viên của các nhóm tăng lên rất nhanh. Đến thời điểm phá án, cơ quan công an xác định Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kính với tổng số thành viên của các nhóm này là 65.992 thành viên. Tại yeah. thời điểm này, Thái bị bắt, vẫn còn có nhiều người gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được việc tham gia vào các nhóm kính trên. Theo lời khai của Thái, thành viên tham gia các nhóm có ở hầu hết tỉnh thành trong cả nước và cả ở nước ngoài. Trên các nhóm kín này, thái đăng linh báo hình ảnh, tên mã số năm sinh, chiều cao cân nặng, số đo ba dòng và giá tiền của gái bán dâm để môi giới bán dâm. Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định số gái số lượng gái bán dâm được thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt. Thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ con rồi nghe rõ chưa lương đó rồi hào quang gỡ chưa hả trời ơi trời, so 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 với so với chị hai của tôi như thế nào hả đáng chú ý gái bán dâm được thái cập nhật thường xuyên thời điểm đối tượng này bị bắt vẫn còn hàng chục gái bán dâm đang đợi thái diệt đưa lên các nhóm kín để được tú ông môi giới mại dâm theo lời khai của thái từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kính đến khi bị bắt bị, bị bị, bị phát hiện bị bắt thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng hiện nay cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ về việc thu lợi bất chính của thái từ hoạt động môi giới mại dâm này Tăng cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 18 tháng 1 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lên bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Thái về hành vi môi giới mại dâm. Đến ngày 30 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thái về hành vi môi giới mại dâm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan đến quy định của pháp luật. Ok rồi, cả nhà nghe rõ chưa? Hà Quang gửi của lương đó ha. À. À, lương cái tới ngày khịa ha, chị chị hai của cao là cái là cuồng cuồng thế này cái kia rồi cuồng, cuồng dữ chưa rồi <laughs> bà hằng nó có sai không hả đó giờ giờ, giờ cái, 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 cái 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 con nam em bây giờ nó khui, khui, mới khai rồi kìa nha đi nghe đi rồi cảm ơn dừng video đây cả nhà cả nhà cảm ơn cả nhà đã xem video lắng nghe nha cả nhà, nhà ủng hộ nhớ nhé, cho em một like một comment và chưa đăng ký kênh đăng ký kênh ủng hộ em nha chúc mọi người luôn mạnh khỏe hạnh phúc và mọi điều bình an xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau bye bye